Xin chào các thầy cô và các bạn học sinh. Hôm nay chúng ta vào bài mới của chương trình chương 3 tốc độ khoa học tự nhiên lớp 7. Bài 8: Tốc độ chuyển động. Chúng ta nhớ like và subscribe kênh của cô. Xin cảm ơn. Bài này chúng ta sẽ học trong 2 tiết về khái niệm của tốc độ chuyển động và đơn vị chuyển động. Sau đó chúng ta sẽ vận dụng và làm bài tập. Chúng ta vào phần 1 là mã, khái niệm tốc độ. Phần tốc độ này chúng ta đã học ở lớp 5 rồi, tuy nhiên thì trong phần khoa học tự nhiên lớp 7 chúng ta sẽ lật lại cái khái niệm này. Chúng ta có một ví dụ cụ thể như sau. Hai bạn Khoa và Long đang tranh luận về việc ai có thể chạy nhanh hơn ai. Em hãy gợi ý cho hai bạn cách để chúng ta xác định xem ai sẽ chạy nhanh hơn ai. À, chúng ta có hai cách để xác định sự nhanh hay chậm của hai bạn. Cách thứ nhất, cách một, so sánh quãng đường đi được trong cùng khoảng thời gian. Quãng đường thời gian chuyển động nhanh hơn. Nếu như quãng đường dài hơn Cách xác định sự nhanh hay chậm thứ hai gọi là cách hai. Chúng ta so sánh thời gian để đi quãng đường. Thời gian ngắn hơn thì chuyển động sẽ nhanh hơn. Ai đi với thời gian ngắn trong cùng một quãng đường thì người đó là người đi nhanh hơn. Hằng nào? Vậy chúng ta làm thế nào để tính được tốc độ dựa vào quãng đường là S đi được trong một đơn vị thời gian là T. À, các em đều biết rằng quãng đường đi được chia cho thời gian đi cái quãng đường đó. Quãng đường đi được ký hiệu là S chia cho thời gian ký hiệu là T. Nó chính là tốc độ. Vậy tốc độ là gì? Là thương số đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển động được gọi là tốc độ chuyển động. Nêu khái niệm và công thức tính tốc độ chúng ta hãy lựa chọn các từ để điền vào những vị trí chấm chấm sau thời gian làm bài chúng ta có kết quả như sau độ lớn của tốc độ cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động chúng ta có thể đổi vị trí nhanh hay chậm thành chậm hay nhanh của chuyển động độ lớn của tốc độ được tính bằng quãng đường đi được trong một khoảng đơn vị thời gian Nhưng riêng từ quãng đường đi được và trong khoảng đơn vị thời gian thì nó phải đúng cái trình tự này không thay đổi được trật tự sắp xếp còn cái từ nhanh hay chậm chúng ta có thể thay đổi vị trí là chậm hoặc là nhanh thì chúng ta vẫn có đáp án đúng cảm ơn các em đó chính là khái niệm tốc độ tốc độ là đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng độ dài của quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Vậy công thức công thức để tính tốc độ chúng ta được tính như sau. Ký hiệu V là tốc độ, S là quãng đường đi được và T là thời gian đi hết quãng đường đó thì V bằng S trên T. Công thức này chúng ta đã học được ở lớp 5 rồi đúng không nào các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ tìm mối liên hệ giữa ba đại lượng V, S, T trong công thức tính tốc độ. Công thức V bằng S trên T, T bằng S trên V và S bằng V nhân T. Sơ đồ mối liên hệ giữa quãng đường, vận tốc và thời gian. Trong một cái mối quan hệ về hình tam giác giữa ba cái 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 đơn vị đo lường này thì chúng ta sẽ có ba công thức sang phần 2 là mã đơn vị tốc độ. Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào đơn vị đo độ dài và đơn vị đo thời gian. Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào hai yếu tố đó. Chúng ta tìm đơn vị tốc độ thích hợp để điền vào chỗ trống trong bảng sau đây. Nếu có một phần mẫu đó là nếu đơn vị đo độ dài là mét và thời gian là giây ký hiệu là s thì đơn vị tốc độ là mét trên giây đơn vị tốc độ là mét đơn vị thời gian là phút thì chúng ta sẽ có đơn vị tốc độ là mét trên phút và các em biết rồi chữ phút được ký hiệu bởi chữ men min thì chúng ta cũng đôi khi có thể là mét trên min ký hiệu là m trên m đơn vị thời gian là km, thời gian là giờ thì tốc độ là km trên giờ. Tương tự như thế, đơn vị đo độ dài là km, đơn vị thời gian giây thì tốc độ sẽ là km trên giây và cm trên giây. Như vậy trong hệ đo lường chính thức của nước ta, đơn vị đo tốc độ là m trên giây và km trên đôi khi trong những bài tập nó không phải là đơn vị là km trên giờ hay là m trên giây thì buộc chúng ta sẽ phải đổi đổi đơn vị hoặc đổi từ km trên giờ ra m trên giây hay là đổi từ những đơn vị khác ra rồi chúng ta đổi ngược lại bằng cách nào chúng ta quy đổi như sau 1 km thì bằng 1000 m 1 giờ thì bằng 3600 giây và 1 km trên giờ sẽ bằng 1000 km trên bằng 1000 m trên 3600 giây và chia ra chúng ta được 0,28 m trên giây. Chúng ta quy đổi từ m trên giây sang km trên giờ. 1 m bằng 0,01 km tức là bằng 1 phần 1000. 1 giây bằng 1 phần 3600 giây. Vậy lúc đó chúng ta sẽ có 1 m trên giây bằng 0,01 trên 1 và chia cho bằng 600 chúng ta nghịch đảo lên thì sẽ bằng 3,6 km/h. Một số cái tốc độ mà chúng ta thường gặp. Ví dụ con rùa đi rất là chậm với tốc độ là 0,05 m giây. Cái con số này khiến chúng ta liên hệ tới cái con số là 0,00055 à, amu đúng không nào? Đây là khối lượng của electron. Người thì đi với tốc độ 1,5m trên dây Đạp xe với tốc độ 4m trên dây 7m trên dây Ô tô đi với tốc độ 14m trên dây Còn máy bay đi với tốc độ rất là nhanh Đó là 200m trên dây Vậy chúng ta vào vận dụng làm bài tập Làm một bài tập mẫu Ví dụ 1 một đoàn tàu trong thời gian là 1,5 giờ đi được quãng đường dài 81 km. Tính tốc độ của tàu ra km trên giờ và ra m trên giây. À, chúng ta phân tích lại cái đề bài này. Đề bài đã cho chúng ta điều gì ạ? Thời gian là T bằng 1,5 giờ. Và quãng đường là S bằng 81 km. Nếu chỉ tính là km trên giờ thì chúng ta sẽ vận dụng công thức đó chính là V bằng S trên T và chia luôn 81 chia cho 1,5. À, thế còn nếu tính ra m trên dây thì chúng ta sẽ tính được là 1 km trên giờ sẽ bằng 0,28 m trên dây và chúng ta nhân vào. Đúng không ạ? Vậy áp dụng công thức chúng ta tính ra được V bằng S trên T sẽ bằng 81 chia 1,5. Các em sẽ bấm máy tính hoặc tính trơn là bằng 54 km giờ Tốc độ của tàu tính ra mét trên dây là chúng ta sẽ tính V bằng 54 km giờ chia cho 3,6 bằng 15 m trên dây. À, ban nãy cô giáo có nói nhầm một chút nhé là bằng kính ra bằng 0,28 tức là tính mét trên mét trên dây mà đổi ra giờ thì mới như thế còn đây là chúng ta đổi từ km trên giờ ra mét trên dây thì chúng ta sẽ lấy 54 chia cho 3,6 Cái quan trọng là chúng ta biết cách để làm bài tập các em nhé Ở ví dụ 2, một bạn nhà cách trường 5 km Xuất phát từ nhà lúc 6 giờ 45 phút, min là phút này, Đến trường lúc 7 giờ 15 phút Tính tốc độ của tàu ra km trên giờ và mét trên dây Vậy ở đầu bài này thì khi chúng ta phân tích chúng ta sẽ thấy là nó biết quãng đường S bằng 5 km. Thời gian, thời gian lúc này là là chúng ta sẽ thấy là cái thời gian đến là 17 giờ là 7 giờ 15 phút. Và thời gian đi là 6 giờ 45 phút, đúng không ạ? Từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ là chúng ta tính nháp là được 15 phút. Từ 7 giờ đến 7 giờ 15 là sẽ được 15 phút nữa vậy tổng là 30 phút. Hoặc chúng ta có 7 giờ 15 này. Đấy. À, trừ đi cái 6 giờ 45 theo quy đổi của 1 tiếng. Theo quy đổi ra 6 giờ mỗi giờ là bằng bằng 60 phút chúng ta tính ra phút rồi trừ đi đúng không ạ? Vậy tính ở lớp 5 chúng ta đã có các cách tính rồi. Thế thì lúc này chúng ta biết là cái thời gian chúng ta phải xác định được thời gian là 30 phút. Từ đó chúng ta sẽ áp dụng công thức tính là V sẽ bằng S chia cho T là cách thứ hai đấy là đơn vị thứ nhất km trên giờ đơn vị thứ hai là mét trên dây mét trên dây thì chúng ta lại vẫn áp dụng công thức đó là lấy cái vận tốc km trên giờ chúng ta chia cho 3,6 là ra mét trên dây vậy thì khi làm chúng ta sẽ trình bày như sau tóm tắt S bằng 5 km T bằng 7 giờ 15 trừ 6 giờ 45 bằng 30 phút bằng 0,5 giờ đổi luôn. Vậy V bằng hỏi chấm. Chúng ta có lời giải như sau. Tốc độ đi xe đạp của bạn đó là V bằng S trên T bằng 0, 5 km chia 0,5 giờ. Bấm máy và chúng ta được kết quả 10 km trên giờ. Suy ra, đổi nhé đổi theo đúng công thức đó là km trên giờ thì bằng 1 phần 3,6 đúng không ạ? Vậy đây là 10 km trên giờ thì sẽ bằng 10 nhân với 1, 1 chia cho 3,6 và chính bằng 10 trên 3,6 và kết quả được 2,8 m trên dây Như vậy khi chúng ta gặp một bài tập mà tương tự như thế này thì các em làm cái cách giải cũng tương tự chỉ là chúng ta thay đổi các cái con số đi thôi. và chúng ta qua phần luyện tập chúng ta cũng chỉ có thời gian là để làm một cái bài tập nho nhỏ thôi tốc độ của ô tô là 36 km h tốc độ của xe đạp là 10,8 km h và tốc độ của tàu hỏa là 10 m trên giây những điều trên cho biết điều gì À, cho biết tốc độ của ô tô là 36 km h một giờ ô tô đi được 36 km. Tốc độ của xe đạp là 10,8 km h giờ, một giờ người đi xe đạp đi được 10,8 km. Tốc độ của tàu hỏa là 10 m trên giây, tức là trong một giây xe sẽ xe lửa sẽ đi được 10 m. Đó là ý nghĩa của cái công thức viết. Chuyển động nào nhanh nhất và chậm nhất? Muốn biết chuyển động nào nhanh nhất và chậm nhất thì chúng ta đi so sánh giữa ba cái đại lượng tốc độ này muốn so sánh được ba đại lượng tốc độ thì chúng ta phải quy đổi chúng về cùng một loại đơn vị đơn vị km trên giờ hoặc đơn vị là m trên dây có hai cách đúng không ạ cách thứ nhất là chúng ta quy đổi ra km trên giờ thành m trên dây cứ một km trên giờ thì chúng ta sẽ chia nó cho 3.600 bằng 10 m trên giây Đó. công thức này lưu nãy chúng ta cũng tính rồi km trên giờ thì uh, bằng 1 phần 3,6 m trên giây đúng không chính thức nó chính là nhân với 1 uh, chia cho 3,6 đấy V 10,8 km trên giờ chúng ta cũng chia nó cho 3600, và bằng 600 bằng 3 trên trênâ và tốc độ của tàu là 10m trên giây như vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy tốc độ của xe lửa và ô tô là nhanh nhất đều là 10m trên giây người đi xe đạp là chậm nhất là 3m trên như vậy là khi gặp một cái bài tập ở dạng so sánh thì chúng ta phải xác định chúng về cùng một đại lượng À, ở cái phần này thì chúng ta có cách thứ hai đó là uh, quy đổi quy đổi từ mét trên dây sang km trên giờ đúng không ạ quy đổi từ mét trên dây sang km trên giờ thế chúng ta nhìn thấy là km trên giờ có sẵn hai người là km trên giờ rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ quy đổi là từ 10 mét trên dây 10 mét trên dây thì các bạn biết là một mét trên dây một mét trên dây một mét trên giây là bằng 3,6 km trên giờ đúng không ạ 3,6 km h Thế thì lúc này chúng ta sẽ chúng ta sẽ nhân luôn là à, 10 m trên dây chúng ta nhân với 3,6 vậy nó chính là bằng 36 km h Như vậy nó cũng suy ra là tốc độ của tàu hỏa bằng với tốc độ của ô tô, còn tốc độ của xe đạp là đi chậm hơn cả. Hai cái tốc độ của ô tô với tàu hỏa là đi nhanh ngang nhau. À, nữ vận động viên Lê Tú Trinh hoạt đoạt huy chương vàng của SEA Games năm 2019 đã chạy với tốc độ là 11,54 11,54 giây à chạy 10 100 m. Tính tốc độ của vận động viên này. Căn cứ vào đề bài thì chúng ta biết là vận động viên nổi tiếng này à, có chạy 100 m thời gian là 11,54 giây tức là t bằng 11,54 giây quãng đường là 100 m S bằng 100 m Phân tích đầu bài đúng không ạ? Tóm tắt. Vậy V bằng bao nhiêu? Chúng ta cũng áp dụng luôn công thức thôi. Tốc độ của vận động viên là V bằng S trên T và sẽ bằng 100 chia cho 11,54 và chúng ta sẽ tính ra bằng 8,67 m trên dây Ở đây chúng ta cần sửa chút. Các bạn chờ cô chút nhé. Các em lưu ý này, trong phần mà cô trình bày ở phía bên trên là S viết thường, T viết thường, V viết thường. Chúng ta nhìn thấy nó rất là nhỏ đúng không ạ? Nên chữ T kìa là chữ viết thường. Thế nhưng xuống bên dưới phần lời giải lại V bằng S trên T nên là nó không đồng nhất. Thứ hai nữa là nó có thiếu dấu bằng. Đấy, bằng nó lại để sai vị trí là bằng 8,67 m trên dây. Nhưng ở đây là cô nhắc với chúng ta là để khi làm bài thì chúng ta tránh cái tình trạng là bị mắc lại cái lỗi này các em nhé. bạn đi xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ là 12 km h hết 20 min 20 phút đấy tính quãng đường từ nhà đến trường vậy căn cứ vào đầu bài chúng ta biết là tốc độ là là v bằng 12 km h thời gian t bằng 20 phút tức là min vậy lúc đó chúng ta phải đổi min ra ra giờ đổi 20 phút bằng 1/3 giờ và quãng đường từ nhà B đến trường là S bằng V nhân T bằng 12 nhân 1 phần 3 giờ và bằng 4 km. Em có biết tại sao là 20 min lại bằng 1 phần 3 giờ không? À 1 giờ thì bằng 60 phút, 60 min. Vậy 20 min tính ra giờ sẽ bằng 20 chia cho 60 và bằng 1 phần 3 giờ, hour, đúng không ạ? Đó, khi gặp một bài tập tương tự chúng ta sẽ làm tương tự như thế. Bài tiếp theo, bạn A đi bộ từ nhà đến một siêu thị cách nhà 2,4 km với tốc độ là 4,8 km. Tính thời gian đi và thời gian đến siêu thị của bạn đó. Biết bạn A khởi hành lúc 8 giờ 30 min. Tức là 8 giờ 30 phút. Vậy chúng ta biết được quãng đường thứ nhất là 2,4 km với tốc độ là 4,8 km. thời gian đi và thời gian đến siêu thị của bạn đó tính t đi và t đến và bạn ấy khởi hành lúc tám giờ ba phút tóm tắt s bằng hai km v bằng bốn tám km trên giờ tính t thời gian bạn a đi từ nhà đến siêu thị là T bằng V trên S trên V và bằng 2,4 trên 4,8 bằng 0,5 giờ 30 min. Thời điểm bạn A đến siêu thị là 8 giờ 30 min cộng 30 min bằng 9 giờ. 9 hour. chúng ta chú ý nhé, cái đầu bài ấy. Đầu bài ở đây là là uh, tốc độ 4,8 km đây là 4,8 km/h các em nhé, các em sửa lại cái chỗ này cho cô. Bài tiếp theo, một người đi bộ với tốc độ 4 km/h, tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 30 phút. Đổi 30 phút bằng 0,5 giờ. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc bằng đúng quãng đường mà người đó đi là trong 30 phút quãng đường người đó đi được là S bằng V nhân T và bằng 4 nhân 0,5 bằng 2 km. Chúng ta mở rộng vấn đề ra một chút. Một số ví dụ về chuyển động nhanh và chậm. Ví dụ vận động viên Usain Bolt là chuyển động rất là nhanh. Con báo Jepa nó nằm im này tốc độ bằng 0. Con ốc sen thì chuyển động rất là chậm. Đúng không ạ? Vận động viên người Usain Bolt người Jamaica kỷ lục thế giới chạy 100m trong thời gian 9,58 giây chạy vô cùng là nhanh, vô địch luôn. Con báo Jepa tốc độ gấp 3 lần Usain Bolt tốc độ tối đa là 120 km h nhưng khi nó nằm thì tốc độ chuyển động bằng không. Một con ốc sên một trong những cái động vật chậm chạp nhất, tốc độ bò là 5 x 10 mũ trừ 3 km h tức là À, 0,005 km trên giờ Trong hàng hải thì người ta thường dùng nút làm đơn vị để đo tốc độ. Một nút thì bằng 1 hải lý trên giờ và bằng 1,85 km h Bằng 0,514 m trên dây hay 1 m trên dây bằng một nút. Thế khi mà chúng ta gặp phải những cái bài tập hay là những cái, cái cuốn sách hay là những cái uh, đơn vị mà chúng ta nghe nghe thấy từ nút chúng ta cũng không có phải băn khoăn gì nhá chúng ta biết là một nút là hay là một hải lý thì nó chính là một nút thì bằng một hải lý trên giờ và bằng 1,852 km trên giờ quy đổi ra các em nhé trong vũ trụ người ta dùng đơn vị là 5 ánh sáng 1 năm ánh sáng bằng 9,4608 nhân 1 11 mũ 2 km tức là bằng 116 m Vậy tốc độ ánh sáng là 300.000 km trên giây Kinh khủng tốc độ này đi nhanh kinh khủng 300.000 km trên giây Xin cảm ơn các em đã lắng nghe Và theo dõi kênh của cô